Xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay anh Giang anh lên cái cây bồ đề này các bạn ơi. Anh lên anh mé trước rồi, người ta hạ ngay gốc bỏ luôn các bạn. Nó nằm không có sát trên nhà mà nó cặp dây điện không các bạn. Bên đây cộng dây điện đi vô nhà ta nè các bạn. Từ ở đó đó, cục điện ngoài đó nó đi sẵn vô nè. Còn ngoài cây xanh ngoài đó cũng mấy cộng dây điện luôn nha các bạn. Nó dây điện đi thẳng vô luôn nha các bạn. Ngoài đó 3-4 cộng luôn á. Cho nên phải hạ từ khúc xuống chỗ ngay góc này nha các bạn. Bên kia là cây xanh nha các bạn. Cây xanh nó nằm chồm qua luôn á. Là nó mé mấy nhánh nhỏ xuống trước nha các bạn. Nhánh lớn luôn gì. Rồi cho nó thẳng xuống luôn như vậy. Nó không đụng qua dính dây điện bên kia. Cắt cho nó ngọt á. Nguyên nhánh nó được đó nha. Vậy đó.
nó qua luôn nha coi. Tụi nó nhấn cao luôn nha các bạn. Ờ, chơi nằm bên bản đi. Chơi xuống sát góc đi. Ờ. Cho nó sụ xuống á, cho nó sụ xuống á. À, cho nó sụ xuống á. À, vậy đó. À, có đúng hay rồi đó. Cứ qua cộng dây điện là được à. Và cắt cho sụm luôn đi. À. Bọc bên kia. Gác này là gác này được nè. Đâu gì đâu. Anh lên trên luôn nha các bạn. Đây là đấy chúng tôi chưa? Đứng ra để đi chút bưng vô cho nó mấy gọi nhánh này đi. Cho nó sụt xuống luôn nha. Ờ à, vậy đó, từ từ vậy đó. Xuống luôn. Ờ à. Rồi. Phan Giang ơi, Phan Giang ơi, có bằng thi như này nè, để tôi ứng bằng thi ra cái hả? Để tôi ứng cái bằng thi ra cái hả?
Rồi anh qua đây anh bấm cái nhánh này cho nó sụi xuống các bạn. 13 nhánh nó nằm nó sụi xuống rồi nó chưa đứt. Rồi trở sụn xuống luôn. Rồi da nó rất là dai các bạn. Ướt ra nó rất là... tháo về anh qua mấy cái nhánh bên kia không à, đoạn mấy khúc này xuống rồi. Kia cũng có mấy công dây điện nhưng mà nó nằm ngang chỗ cây xanh đó. Rớt các bạn, ngay góc luôn rồi. Xong lên đây nha bạn. Rất nhánh lớn luôn bạn. Ngay góc luôn. Cắt cho nó ngọt hai nhánh nó luôn đi. Dính lớn luôn rồi, cầu da dính lên chút xíu, dính lên luôn nha bạn, da nó rất là dai chứ mà. Hôm qua còn mấy cái tường nhỏ bên kia nữa là xong rồi. Cho nó ngọt nó dựng xuống đó nha. Wow, giữa luôn. Ừ, quá hay. Rồi cho nó dẫn xuống gì đó.
hay luôn rồi. Còn cỡ nữa là xong các bạn, cỡ nữa là an toàn rồi đó. Quá hay. Xong lại xuống anh ấy cho cắt gốc nè. Tại nếu mà dài thì qua đây không được, nhưng mà đây không như vậy. Rồi cắt ngang cái đoạn khúc bự luôn đi. Rồi lớn luôn mà. Này là mau rồi các bạn, dễ rồi. Rất là ngoài, thì dính lớn luôn. Sát dưới luôn được không? Ở đoạn khúc trước luôn đi. Mấy khúc lớn luôn nha bạn, rất lớn luôn này. Wow, gây góc luôn. Xuống góc chân luôn nha bạn. Sát góc chân luôn. Rớt đó mày, đường khúc lớn luôn. Rồi quay lại sau lưng còn hai khúc bự nữa xuống được rồi. Hạ góc cho nó nằm xéo qua đây là được rồi. Rớt luôn rồi. Wow, ngung kinh luôn. Rồi xuống cắt góc luôn rồi. Cắt ngang góc luôn các bạn. Dạ, nó đào lỗ bự lắm. Kéo nhanh nó xuống luôn đi. Cái này là đáng cần chưa? Rồi rồi rồi. Lên hạ đó bạn. Thôi giùm ơi. Kéo qua. Cái đây cái này kéo. Mình kéo chảnh luôn em ạ. Không 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 tới.
quá chạy gốc luôn rồi. Video mình tới đây kết thúc nha. Hẹn gặp lại video sau nha.